Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Việt Sử Toàn Thư. Quý vị thân mến, chiến tranh, hai từ khi nhắc đến, gợi cho chúng ta bao hình dung về sự tàn khốc, ác liệt và chia ly. Thế nhưng bên cạnh đó, trong chiến tranh cũng có những câu chuyện về tình người thật đẹp. Thậm chí dù ở khác chiến tuyến là kẻ thù đối địch, nhưng có một người lính Mỹ vẫn mở rộng trái tim để cứu lấy đứa trẻ người Việt Nam, điều mà đồng đội anh đã cho là điên rồ. Tưởng chừng câu chuyện đó sẽ chỉ dừng ở đấy thôi. Nhưng bất ngờ là sau 50 năm, khi đã trở thành một cựu binh Mỹ, anh vẫn quyết tâm tìm lại cô gái bị cụt chân mà mình đã cứu trong trận chiến năm xưa và cuộc gặp xúc động giữa hai người đã diễn ra. Vậy câu chuyện đó đã diễn ra như thế nào và lý do gì khiến cựu binh Mỹ đi tìm kiếm cô gái đó suốt 50 năm? Quý vị hãy cùng theo dõi ngay sau đây nhé! Quý vị thân mến, chiến tranh đã qua đi gần nửa thế kỷ, nhưng nỗi đau vẫn dai dẳng như vết thương khó lành. Nhưng tình cảm con người, nhất là của những người từng trải qua cuộc chiến, từng cận kề cái chết, làm cho những người từng là cựu thù xích lại gần nhau. Minh chứng là công việc khắc phục hậu quả, hàn gắn vết thương chiến tranh đã giúp các cựu chiến binh Mỹ và Việt Nam trở nên những người bạn thân thiết. Khi hỏi một số cựu chiến binh Mỹ vì sao trở lại Việt Nam giúp tìm kiếm hải cốt liệt sĩ, tôi đều nhận được câu trả lời rằng, đối với những gia đình có người thân chết trong cuộc chiến, dù là người Việt Nam hay người Mỹ, nỗi đau mất mát là như nhau. Vượt qua mặc cảm chiến tranh, nhiều cựu chiến binh Mỹ đã trở lại Việt Nam tích cực hỗ trợ các đơn vị chức năng tìm kiếm các mộ tập thể liệt sĩ. Không chỉ vậy, nhiều cựu binh còn quay trở lại để tìm lại những ân nhân và thậm chí cả những người họ đã liều mạng để cứu giúp. Câu chuyện về cựu binh Mỹ Neil Hannan, 67 tuổi, về cuộc hạnh ngộ định mệnh của ông với hai người phụ nữ Việt trong và sau chiến tranh đã là một minh chứng sống còn về tình người không biên giới. Câu chuyện bắt đầu vào một ngày cuối tháng 2 năm 1968. Khi ấy, Neil Hannan, một thanh niên 19 tuổi, chính thức bước lên máy bay rời nước Mỹ với một tay súng, một tay hành trang và điểm đến là sân bay Chu Lai, chiến trường Quảng Đà, Việt Nam. Khi Neil Hannan bước xuống sân bay, thì anh ta biết mình chính thức đặt chân vào chiến trường khốc liệt, không có ranh giới giữa sự sống và cái chết. Nhưng có một điều mà ở thời điểm ấy, Neil Hannan và những người đồng đội sống sót của mình không thể lường trước được, đó là một cuộc khủng hoảng, ám ảnh chiến tranh, đạn lửa và chết chóc theo họ gần nửa thế kỷ. Ngay khi xuống sân bay Chu Lai, Neil Hannan được đưa thẳng đến căn cứ quân sự của Lữ đoàn Bộ binh 196, Lục quân Mỹ, đóng tại khu vực Gò Dài, xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, Quảng Nam. Khói lửa và đạn pháo Mỹ khiến cả khu vực xung quanh nơi này thành bình địa tan hoang. Tôi thật sự sốc với những gì diễn ra trước mắt. Số người chết chóc và thương vong cả hai phía tăng dần. Đến ngày thứ ba, tôi bắt đầu di chuyển ra xung quanh và tiến đến những ngôi làng nhỏ, nơi có những tiếng kêu rên, đau đớn, ông Hannan bồi hồi. Tại một ngôi làng gần căn cứ bị phá rụi tàn tác, Hannan nghe tiếng rên khóc vẳng ra từ một căn chòi đang cháy và anh đã lao đến. Trước mặt người lính trẻ là một bé gái chừng 7 đến 8 tuổi. Thực ra ở thời điểm đó, đứa bé đã 12 tuổi, nhưng vì vóc dáng quá nhỏ nên Hannan nhầm, bị một mảnh lớn của đạn pháo cắt đứt lìa cẳng chân. Giữa cảnh tượng kinh hoàng, máu me lênh láng ấy còn có hai người lớn, không rõ là gì của đứa bé, nhưng cũng đang bị thương và tâm trí hoảng loạn. Họ khiếp hãi hơn khi thấy một người lính Mỹ ập vào, tay lăm lăm súng. Nhưng thoáng thấy tia mắt hiền lành và đầy lo âu của người lính Mỹ, họ yên tâm để Hannan lại gần đứa bé. Không kịp nghĩ nhiều, người lính vội ôm đứa bé chạy về phía đơn vị đóng ở khu vực Gò Dài để trị vết thương và buộc những người lính Mỹ phải cứu cô bé. Rồi Hannan lại bị cuốn vào những cuộc hành quân kéo dài. Câu chuyện dừng lại ở đó cho đến gần nửa thế kỷ sau. Năm 2010, từ một miền quê hẻo lánh ở Alaska, một tiểu bang tận Tây Bắc Mỹ, người lính ngày nào chuẩn bị cho chuyến trở về của đời mình và hành trang là những tấm ảnh tư liệu cũ. Ông Hannan cùng với những người bạn thời còn ở Lữ đoàn Bộ binh 196 quay trở lại Thăng Bình, Quảng Nam. Từ khu vực ngã ba Cây Cốc, quốc lộ 1, đoạn qua địa phận huyện Thăng Bình,
ông lần tìm lại những cái tên như Gò Dài, Đỉnh Quế, địa danh ngày xưa trên sơ đồ quân sự của Mỹ. Những tấm ảnh tư liệu từ nửa thế kỷ trước ghi lại chiến sự ác liệt nơi đây cũng được lần mở, đối chiếu và kết nối. Ông quyết tìm lại cô bé mà ông gặp ở chiến trường năm xưa. Theo người dân địa phương, cùng thời điểm ấy, tại khu vực mà Hanan nhớ mang máng và chỉ ra, có đến hai bé gái thương vong do đạn pháo. Một đã mất và một bị cắt cụt cẳng chân, được một người lính cõng lên Gò Dài. Sau đó, được đưa lên máy bay trực thăng ra sân bay Chu Lai, rồi chuyển tiếp bệnh viện Đà Nẵng chữa trị. Cô bé đó chính là bà Nguyễn Thị Sơn, 58 tuổi, ngụ thôn Long Hội, xã Bình Phú, huyện Thăng Bình. Ông tìm gặp bà Sơn trong xúc động. Ông quỳ xuống, ôm lấy người phụ nữ nhỏ bé, nghèo khó, bệnh tật và khóc trước sự ngỡ ngàng của những người chứng kiến. Ký ức đứt đoạn gần nửa thế kỷ được chắp nối và hiện ra rõ mồn một. Trở về Mỹ, ông dành dụm tiền từ những đồng hưu ít ỏi, từ công việc làm nông rồi làm thuê gửi sang Việt Nam để bà Sơn cải thiện cuộc sống. Ông gửi cả tiền để sửa sang lại căn nhà ọp ẹp, rột nát của bà, thậm chí đào cả giếng để đảm bảo nguồn nước sạch cho bà dùng. Rồi ông liên hệ với y tế địa phương chăm sóc sức khỏe cho bà, đưa bà ra bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng để tập luyện, cải thiện vận động. Đến năm 2010, ông cùng con gái của mình từ Mỹ sang Việt Nam thăm bà Sơn, mang theo thực phẩm, thuốc men, sữa để bà bồi bổ. Ông Hanan trang bị cho bà cả giàn sắt để tập đi, xe lăn để tiện di chuyển. Dù đã rất yếu vì bệnh tật hành hạ suốt thời gian dài, nhưng em gái tôi nên được tiếp thêm nghị lực sống từ sự quan tâm chân thành của Hanan. Suốt hơn 2 năm trời, đến cuối năm 2012 thì em tôi qua đời. Tôi có thông tin cho Hanan. Lúc ấy, ông buồn lắm. Ông Nguyễn Văn Phụng, anh trai của bà Sơn tâm sự. Sau khi bà Sơn vĩnh viễn ra đi, Hanan nghĩ mình thực sự sẽ khép lại nỗi ám ảnh dai dẳng của cuộc chiến tranh Việt Nam từ đấy. Nhưng đến năm 2015, khi ông Hanan quay lại Việt Nam thăm mộ bà Sơn và thắp cho bà nén hương, ông bắt gặp hình ảnh người mẹ già yếu là bà Lưu Thị Thế, 94 tuổi, mẹ bà Sơn, với đôi vai gầy rũ bên nấm mộ con, lòng ông trào dâng xúc động. Ông giật mình nhìn lại, chợt thấy hình như mình nợ bà một đứa con lành lặn, khỏe mạnh. Hanan thấy mình vẫn còn nặng tình lắm với mảnh đất cong hình chữ S, nơi cách quê nhà của ông đến nửa vòng trái đất. Tôi về Mỹ vẫn chăm chỉ làm việc, dành dụm để điều đặn mỗi năm có thể sang Việt Nam thăm bà. Người cựu binh trầm ngâm cho biết, và mỗi lần ông qua Việt Nam thì cảm giác cứ như đứa con xa trở về thăm bà mẹ quê. Hành trang của ông lỉnh kỉnh, nào là thuốc bổ cho người già, thuốc khớp, thuốc giảm đau, quà bánh, rồi cả chục hộp sữa lớn để mẹ ông uống đến cả năm cũng không hết. Cứ thế, ông tỉ mỉ dặn dò ông Phụng, con trai bà Thế, từng thứ một, từ cách chăm sóc bà Thế cho đến thuốc men. Từ khi bà Sơn mất đi, căn nhà cũng trở nên lạnh lẽo, chẳng còn gì ngoài một bàn thờ nhỏ có di ảnh của bà. Ngay bên cạnh là một sấp ảnh của cựu binh Nayin Hanan. Ngoài những hình ảnh chụp chung khi họ gặp lại nhau sau gần nửa thế kỷ, còn có rất nhiều ảnh của ông, thời thanh niên khi ông mới 19 tuổi. Đó là những bức ảnh ông sang ảnh ra, đưa bà Sơn xem để hy vọng bà nhận ra ông qua lớp ký ức bụi mờ. Lặng người với mối nhân duyên kỳ diệu, bà Maylis Kasten, một nữ y tá người Na Uy, bạn đồng hành của ông Nayin Hanan trong trần trở lại Việt Nam này, cho biết bà vô cùng xúc động và đặc biệt trân trọng cảm xúc, câu chuyện của bạn mình. Đó có thể là một câu chuyện rất đỗi bình thường trong và sau chiến tranh, nhưng quan trọng hơn cả là Hanan đã quay lại và làm tất cả những gì ông muốn. Phần vì nhiều những người lính Mỹ không có điều kiện trở lại Việt Nam. Trở về từ sau cuộc chiến, chưa kể đến thương tật và mưu sinh khó khăn, thì nhiều người trong số họ không thể thoát khỏi ám ảnh chiến tranh. Họ trầm cảm dai dẳng, bà Maylis chia sẻ. Giữa cái nắng đầu hè, người cựu binh ngồi bên mộ bà Sơn, dùng bàn tay mình lùa từng lớp lá mục nát trên thềm ngôi mộ và miết những ngón tay rất lâu, rất vô thức trên nền đất. Nhìn sâu vào ánh mắt ông, bà Maylis đã kịp hiểu, kịp thấy một sự mãn nguyện về những gì mình kịp làm
và đang làm. Mắt ông bỗng trong hơn, xanh hơn và những tia vui lấp lánh y như cái hồi ông còn là cậu thanh niên 19 tuổi. Y như thể ngày ấy, khi ông bước xuống trực thăng không phải là một thăng bình với chiến địa hoang tàn, chết chóc mà là cánh đồng hoa cỏ xanh rì tít tắp. Khi sang Việt Nam, ngoài việc giúp đỡ bà Sơn, cựu binh Mỹ Nein Hanan còn có một cuộc gặp quan trọng nữa với đại tá Trần Văn Thà. Ông từng là đại úy, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 47, trung đoàn 270, mặt trận B5, đường 9, Quảng Trị. Và cuộc trao trả kỷ vật chiến tranh đã được diễn ra trong không khí vô cùng xúc động của hai người lính từng đối địch với nhau. 48 năm giữ kỷ vật đối phương, căn nhà của đại tá Trần Văn Thà hôm 26 tháng 3 trộn rộn hơn mọi ngày. Ngoài cựu binh trong bộ quân phục được ủi phẳng phiu, tất bật chờ đón một vị khách, người đại diện gia đình một cựu binh Mỹ đã chết trong cuộc chiến tại Việt Nam. Ông Thà đã 88 tuổi, nhưng vẫn còn nhớ như in những kỷ niệm về một thời trai trẻ xông pha trận mạc, bảo vệ Tổ quốc. Ông kể, trong trận chiến ngày 6 tháng 5 năm 1968, tôi là đại úy, tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn 47, trung đoàn 270, mặt trận B5, đường 9, Quảng Trị. Cuộc chiến diễn ra ác liệt, bên ta thắng lớn, nhiều lính Mỹ bị thương vong. Trong quá trình kiểm soát chiến trường, tôi thấy trên một người lính Mỹ mang thẻ bài tên William Kimball có chiếc dao cạo râu, tôi đã cất đi với ý niệm sau này có điều kiện sẽ trao trả lại cho gia đình anh ta. 48 năm qua, chiếc dao cạo râu được ông giữ gìn cẩn thận trong hộp giấy. Đã rất nhiều lần, ông tìm kiếm thông tin, kết nối để trao trả kỷ vật cho người nhà cựu binh Mỹ. Thế nhưng, những thông tin về người lính năm xưa rất mong manh, không nhiều hy vọng. Đến ngày 26 tháng 3 năm 2015, sau nhiều năm giúp một số gia đình tìm hải cốt lính Mỹ tại Quảng Trị, ông Thà đã được kết nối với một cựu binh Mỹ tên Nein Hanan, người có mặt trong trận chiến tại Quảng Trị năm ấy và cũng chính là đồng đội của Kimball. Ngay khi biết Nein Hanan là đồng đội của Kimball, tôi đã nhờ ông ấy về Mỹ tìm gia đình của người lính bị mất để mong trả lại kỷ vật cho họ, đại tá Thà chia sẻ. Cuộc hội ngộ bất ngờ. Khi đã kết nối được với gia đình người lính Mỹ từ trận năm xưa, ông Thà thường xuyên liên lạc với họ qua thư điện tử. Phía gia đình Kimball rất muốn nhận lại kỷ vật đang được ông lưu giữ. Tuy nhiên, do điều kiện không thể sang được nên bà Meredith, vợ ông Kimball, đã ủy quyền cho ông Nein Hanan nhận hộ. Ngày 26 tháng 3, đại tá Thà và ông Nein Hanan đã gặp lại nhau trong niềm vui hạnh ngộ. Ông Nein Hanan cho biết, ông sang Việt Nam lúc mới 19 tuổi. Những đồng đội của ông hầu như đã hy sinh trong các trận chiến. May mắn, ông đã sống sót trở về Mỹ. Hồi tưởng về quá khứ, ông Nein Hanan nhớ lại. Ngày 6 tháng 5 năm 1968, tại xã Do Thành, Do Linh, Quảng Trị, khi cuộc chiến đang diễn ra, ông cùng 3 tân binh khác bị mắc kẹt gần nơi chiến trường do Việt Nam kiểm soát. Nhóm của ông núp dưới lùm cây chờ cho bộ đội Việt Nam đi qua rồi mới chạy về căn cứ. Khi trận chiến kết thúc, Nein Hanan và một số binh sĩ muốn quay lại mang xác đồng đội về chôn cất, nhưng chỉ huy không cho. Hai ngày sau, công việc này mới được thực hiện. Chiến tranh kết thúc, Nein Hanan luôn nghĩ về vùng quê Quảng Trị bị bom mìn tàn phá, về những người Việt Nam mà ông từng gặp trong một trận chiến mà ông không hề mong muốn. Ông tìm về Quảng Trị nhiều lần và luôn mong muốn được gặp lại người chỉ huy lực lượng đánh cho đại đội A, tiểu đoàn 3/21, lữ đoàn 197 Mỹ của ông tan tác. Đến Việt Nam lần thứ 3, Nein Hanan tìm ra manh mối để liên lạc với ông Thà thông qua một người bạn Việt Nam. Ngày 26 tháng 3 năm 2015 và họ liên lạc với nhau từ đó đến nay. Trong niềm vui và xúc động, ông Nein Hanan cảm ơn ông Thà đã lưu giữ kỷ vật đồng đội mình trong suốt 48 năm qua và cam kết sẽ mang kỷ vật này về Mỹ và trao tận tay cho vợ của William Kimball. Dịp này, Thường trực Hội Cựu Chiến binh tỉnh và cá nhân Đại tá Trần Văn Thà cũng trao tặng đại diện cựu chiến binh Mỹ những món quà lưu niệm ý nghĩa về đất nước Việt Nam.
Quý vị thân mến, khi gặp đại tá Thả, ông Nayhanan xúc động nói: "Tất cả đối với tôi như một giấc mộng. Thật kinh hoàng, bởi tôi đã được chọn đi lính khi đang còn là học sinh. Chúng tôi ra chiến trường vì mệnh lệnh, chứ không phải vì lý tưởng chính nghĩa như những người lính Việt Nam. Nhìn thấy những chiếc máy bay bị bốc cháy rơi xuống đất, những chiếc xe tăng bị nổ tung, xác lính Mỹ nằm la liệt, tinh thần chúng tôi xuống dốc ghê gớm. Nhưng bây giờ mọi cái đã qua, chúng ta hãy mãi mãi là bạn." Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!